Thì thực ra là cũng không phải là do đánh giá của phụ huynh mà là do chính cái mong muốn của các con. Khi học ở đây thì các con thực sự là cảm thấy rất là yêu thích lớp học, yêu thích các thầy cô giáo ở đây, và cái môi trường học ở đây khiến cho các con cảm thấy là được chơi, được tự tin với môn tiếng Anh, và coi cái tiếng Anh này nó giống như là một cái sự trải nghiệm chứ không phải chỉ là một môn học. Và nếu mà đánh giá từ phía phụ huynh thì mình thấy là cái chương trình, cái giáo trình rất là phù hợp với lứa tuổi của từng con, cũng như là cái việc là cá nhân hóa cái giáo trình đó để phù hợp với cả từng con. Cái này là một điều mà không phải là giáo viên ở trung tâm nào cũng có thể làm được, và đó là cái điều mà mình cảm thấy là mình đánh giá rất là cao. Chắc thì chị đến đây chị cũng có tham khảo trước khi cho bạn Lam học, thậm chí là còn em của Lam cũng học ở đây, thì chị cũng rất là hài lòng, và các cái trang thiết bị rất là hiện đại. Vì chị cũng là giáo dân ngoại ngữ cho thành ra là chị cũng khi xem qua là chị cũng khá là hài lòng. Qua lần đón đưa cũng học với các thầy cô trong trung tâm Maclin thì nhận thấy một cái điều là trung tâm rất là chăm sóc phụ huynh và học sinh tốt, cơ sở vật chất cũng sạch sẽ, từ đội ngũ bảo vệ cũng rất là chuyên nghiệp, cũng với các thầy cô tư vấn rất nhiệt tình và nhẹ nhàng thân thiện. Như mình đã nói là mình cũng là một phụ huynh rất là cầu thị về vấn đề là chọn lựa chọn thầy cô và trung tâm để cho con theo học, không những là văn hóa mà kể cả là tiếng Anh. Trước khi mà gửi gắm con vào đây thì mình cũng có tham khảo qua, thì mình thấy rằng là giáo viên ở đây là những giáo viên rất là nhiều kinh nghiệm và các bạn tư vấn thì nhiệt tình. Và sau 1-2 buổi học, con cũng có về nhà nói với mẹ rằng là các giáo viên ở đây nói rất tốt nên là con rất thích học ở đây. Trong khi qua khóa học thì con cũng các cái vốn từ với lại các kỹ năng học của con là được nâng cao, cho nên là trong cái vừa rồi cũng ấn tượng là con được ôn thi cả cái kỹ năng về bài thi chuyên, cho nên vừa rồi con cũng đạt được kết quả là vào được chuyên ngoại ngữ, thì đây cũng là cái điều mà mình rất là ấn tượng. Chị cũng thấy là cháu có tiến bộ rõ rệt về kỹ năng viết cũng như là kỹ năng nói, là hai cái mà chị thấy là có tiến bộ nhất. Bạn tự tin hơn, và trước đây là cũng khá là rụt rè đấy, nhưng mà các thầy cô cũng động viên, và các thầy cô đặc biệt là các thầy cô người nước ngoài ấy, thì là cũng có những cái khuyến khích và khích lệ con để con bớt cái rụt rè đi và tự tin hơn rất nhiều. Cháu thi đỗ vào đoàn thị điểm và lớp nói chung là cũng tốt, tiếng Anh tốt của đoàn thị điểm. Sau đó cháu sang trung học cơ sở cũng là lớp chuyên Anh, tất cả đều theo tiếng Anh và vẫn gắn bó với Lan Phúc Linh, vì Lan Phúc Linh đã đào tạo những kỹ năng tốt cho con, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Khi đi du lịch với mẹ hoặc là đi gặp người nước ngoài thì là con đã phiên dịch giúp và nói chuyện giao tiếp với người nước ngoài rất là bình tĩnh, tự tin. Và đó là cái điều niềm vui của gia đình, và gia đình vẫn lựa chọn Lan Phúc Linh đến khi con được đi du học nước Úc. Qua một cái khoảng thời gian học cũng gọi là chưa phải là dài, thì mình cũng thấy con đã có rất là nhiều sự đột phá và tiến bộ. Và cái mà nhìn nhận rõ nhất về con đấy là con về vấn đề giao tiếp và nói, con rất là chủ động và tự tin, con có thể tự nói ra cái cảm xúc cảm nghĩ, rồi giao tiếp thông thường cơ bản bằng tiếng Anh một cách tự tin hơn. Hiện tại thì bây giờ mình cũng, con thì bây giờ cũng theo học một trung tâm duy nhất là ở Language Link, và mình cũng đang cho con học ôn cái lớp mà chuẩn bị kỳ thi IELTS, thì cũng rất là mong đợi trong cái khóa học tiếp theo này thì con đạt điểm cao trong 4 kỹ năng để đạt được IELTS theo nguyện vọng. Và rất là mong muốn con học tiếp Language Link và tạo con các kỹ năng nghe nói đọc viết để con có kết quả tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại không có gì thay đổi thì chắc chắn là mình sẽ cho con học mà rất là dài ở đây. Chị nghĩ là chắc chắn là cũng phải trong 2 năm tới là cũng sẽ học ở đây tiếp.